nhà. Hôm nay mình xin được chia sẻ video nói về cái dịch bọ đốm xuất hiện nhiều, phá hoại mùa màng ở miền Đông Bắc nước Mỹ, nơi mình đang sinh sống. Con bọ này nó có tên tiếng Anh là Spotted Lanternfly, còn tên tiếng Việt Nam mình cứ gọi nó là con bọ đốm chứ không biết gọi là cái gì, bởi vì mình thấy trên mình nó có đốm thì mình kêu nó là bọ đốm. Thì mời cả nhà cùng theo dõi cái video mà mình quay ngay trước sân nhà mình á. Con bọ đốm này nó đang gây ra cái mối lo ngại phía miền Đông Bắc nước Mỹ nơi mình đang sinh sống. Thì cái con bọ này đó, theo các trường đại học họ nghiên cứu á, những con bọ này đó nó xuất phát từ bên châu Á, nó đi qua bên Mỹ bằng giống như là, tại vì nó là cái con vật mà nó đẻ trứng đó. Nó đẻ trứng thì nó thích đẻ trứng ở những cái trên gạch đá nè, rồi những trên cái thân gỗ, gì bằng gỗ đó, nó có thể đẻ trứng trên đó, hoặc là những cái cuốc, cái xẻng gì mà bị sét mình để ngoài sân đó. Rồi bánh vỏ bánh xe, đại khái là những cái gì mà mình để, những cái gì mình để ngoài sân đó là nó có thể bám vô đó nó đẻ trứng. Mà nó đi qua từ bên châu Á mình đi qua bên Mỹ mình bằng cái đường là giống như là nó bám vô những cái thùng gỗ container mà người ta vận chuyển hàng hóa từ bên châu Á qua bằng đường tàu đó, thì nó chỉ cần nó đẻ trứng với cái thùng đó thôi thì nó chở đường tàu qua đến bên đây thì là nó sinh sôi nảy nở, cái trứng nó nở, nó là côn trùng, trứng nó nở ra. Con bọ đốm này á, nó là một cái loài rầy mà nó có nguồn gốc từ ở bên châu Á. Nó được phát hiện đầu tiên ở cái tiểu bang Pennsylvania, là cái tiểu bang mình đang sinh sống, nằm ở miền Đông Bắc nước Mỹ. Vào khoảng năm 2014 thì là người ta đã phát hiện là nó giống như là nó có mặt ở cái tiểu bang của mình, nó miền Đông Bắc nước Mỹ đó. Rồi xong rồi từ từ bây giờ nó lan rộng ra 26 quận luôn, rồi nó lan hết luôn. Bây giờ là chỗ mình ở là thành phố Philadelphia, ngoài ngoại ô là nó quá trời quá đất luôn. Nói chung là trời, giờ là đi đâu cũng thấy nó hết á. Ở những cái chỗ nào á, ở trong mình là thành phố thì nó không có cây nhiều thì nó còn ít ít, nhưng mà khi mà mình ra ở ngoài ngoại ô á, hầu như nhà ai phía trước nhà nó cũng có những cái bóng cây lớn xung quanh vườn này kia, rồi cây rồi không, cây lớn không, cái cổ thụ cây lớn rồi nó mới thấy. Đó là ở dưới cái gốc cây nó bám buông nghịch luôn, như là người ta phải dùng cái giống như cái loại băng keo á, mà để giống như diệt ruồi, mà này nó bự khổng lồ, băng keo nó dán xung quanh cái gốc cây, xong rồi mỗi ngày thấy nó buông ngạt ở đó rồi người ta ra từng rồi. Đây là những hình ảnh của trường đại học Penn State ghi lại. Mình muốn chia sẻ cho mọi người xem con bọ đốm này nó phá hoại như thế nào. Thì cái con bọ đốm này nó gây hại cho hơn 70 loại thực vật, bao gồm cây ăn quả và cây gỗ cứng. Cái con này đó là khi mà nó bám thì trong cái cây, bất cứ cây nào, cây gỗ cứng, cây cổ thụ, cái này kia, cây thông, đủ thứ hết trơn, cái gì nó cũng bám trơn, chứ không phải là nó chỉ là cây ăn trái thôi. Mà nó khi mà nó bám vô những cái cây nho, cây bom á, thì nó ăn xong nó hút nhựa cây, hoặc là nó ăn trái cây, rồi khi mà nó ăn xong thì nó sẽ thải ra một cái chất lỏng đó, thì nó dính lên trên trái cây, nó có màu đen dính trái cây, và nó thúc đẩy cái sự phát triển của nấm mốc, làm cho cây suy yếu, rồi trái là coi như là bị hư hết. Trái mà đen thì có bán được cho ai đâu. Nhưng mà khi mà nó tiết ra cái chất đó, khi mà nó thải ra cái chất đó, cái phân của nó, các nhà khoa học gọi là honeydew, thì giống như là cái trái như lưới mình vậy đó, có thơm vậy đó, mà nó có vị ngọt á, tại vì nó hút những cái chất ngọt của trái mà nó thải ra. Thì khi cái phân của nó thải ra thì những con nó lại thu hút những cái con côn trùng khác, là cái loại mà chích á, kia là côn trùng chích, là những cái con muỗi, con bọ gì mà nó chích á, đó là nó bu lại những cái trái cây đó. phân con này thì nó bu lại, là có nghĩa là nó lại phá cây nữa. Bởi vì cái sức tàn phá nó khủng khiếp. Mà con này nó đẻ trứng, trứng của nó một lần nó đẻ từ 30 đến 50 cái. Mà nó ngộ có một cái nè, nó đẻ trứng, nó xếp hàng dọc đẹp, rất là đẹp. Đẻ xong rồi thì nó lại tiết trong cái chất gì đó, nó trám, mất cái trứng luôn. Không có ai thấy được cái trứng của nó là làm sao. Chỉ khi nào mà giống như mình, giống như giờ này mọi người coi này mới biết là nó là trứng của cái con bọ đốm. Theo cái nhà kinh tế ở Đại học bang Pennsylvania, nếu mà không có ngăn chặn được cái loài bọ đốm này có thể tiêu hao 324 triệu đô la mỗi năm của nền kinh tế ở tiểu bang mình. Thôi bây giờ cả nhà cùng mình đi diệt bọ đốm. Kiếm loại phẩm mà nãy giờ mình bắt được đây nè, nhiều lắm cả nhà ơi, kiếm chút xíu thôi đó. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nãy giờ. Mình mong rằng video này sẽ đem đến cho bạn những giây phút thú vị. Chúc cả nhà mình luôn bình an vui khỏe.